Rồi xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm trước mấy chú cháu mình có giăng lưới ở cái đồng hôm trước rồi cả nhà, cũng thăm nhiều quận rồi. Bữa nay Băng với anh Phong vừa đi thăm mà vừa cuốn lưới luôn để đem ra một chỗ khác nữa để dính cá nhiều hơn ha. Mình về chỗ khác nha cả nhà. Anh Phong anh đang cuốn cái tay lưới vô giặt rồi sẽ đem đi qua cái đồng ở phía sau nhà mình nè. Hôm qua đó là hai đứa trễ quá rồi không có đi thăm, cái cá chết cũng nhiều lắm, cá chết mình gỡ mình bỏ rồi. Còn này là phần cá sống không luôn á. Cá rô là chủ yếu là cá rô mà cũng có một mớ cá sặc nữa. Nó không có bự nhưng mà cũng cái này là đủ làm món rồi đó, nhưng mà sẵn rồi mình đi thăm cái 12 cửa ngục luôn. 12 cửa ngục anh thấy hôm bữa đầu tiên á, cái bữa đầu tiên anh đặt xuống không? Qua bữa sau anh dở không dính gì chứ. Để thêm hai bữa nữa đi dở đại đi rồi có gì mình đi dở chỗ khác luôn. Vậy là cái lưới bữa nay gánh tem hả? Mà gần đủ ăn chưa vậy? Nãy giờ chưa có. Đủ ăn anh ơi. Giờ ngủ cả nhà đi thăm 12 cửa ngục chơi thôi chứ không biết có cá không nè. 260.000 cả nhà, ăn đâu thăm đâu này rồi 3-4 quận về đó nghe. Đủ vốn rồi đó. Dư vốn. Vài bữa nữa là lời, cái lời đó, cái này là đủ rồi đó. Rồi. Con cá ngon quá. Có mình không? À, cua không hả? Cua với cá con. Còn hôm bữa ở đây anh dở thấy con cá rô bự lắm nè. Chứ cua cá con thì để lại đi. À, có cá rô mình hả? Hai sổ ra. Thôi mình xuống luôn. Mình cũng ướt hết trơn, sáng giờ đâu có khô đâu, sợ. Sáng là tập thể dục rồi hết trơn đó cả nhà. Đi 500 thước với rượu. Sao năm nay thách chưa ta? Thách hả? Ít quá, làm biến con dở luôn á. Vậy ha, không? Cua không nè. Để đi, tí xíu trưa nay rảnh á, chắc anh đi dời nó luôn. Ừ, như nó đổ gì. Không có rồi thôi, dở luôn thử nha. Nhiều nhiều đổ không có rồi thôi. Cũng cá con với cua ha. Cá con với cua không Băng ơi. nguyên cái đống anh còn đang ôm không có dính được cái gì hết trơn, có mấy con cá sặc à. Cua. Chứ mấy con cua. Có Út là chồng Út bắt cua. Giờ đem ra cho Út nè. Giờ mình đi ra thẳng ra ngoài trời luôn, mần luôn cái nha. Cái cây này chưa giống cái cây mà thuộc bài hay chưa, hồi còn nhỏ mà đi học hay bỏ vô tập rồi băng cây bên đây nè. Hào hào thôi. Hào hào vậy đó. Nó không có học bài đâu, lấy cây đó anh bỏ vô tập không đó. Là thuộc không? Không. Mình vô cây á. Út mình đang chà gông á cả nhà. Đang khỏa thân. À, đang chà gông mà xịt cái mùa tưa này không nghe đâu. Tới kế bên còn chưa nghe nữa. Chà ngoài luôn. Chà ngoài luôn. Út khỏa thân, Út thấy. Út thấy mình cầm cái máy quay. Trời ơi, Út nghe nhạc hip hop, nhạc rap không trời. Út ơi, nghe nhạc hip hop không vậy? Nhiều không, cái này nhiều không? Nè, Út mở ra coi đi. Út, hạ xuống Út, hạ xuống một con. Ôi trời. À, lưới không đó. Lưới hả? Dạ. Cái 12 cửa ngục cũng dính con nào trên, có mấy con cá. Rồi gia đình mình xin chào cả nhà. Sáng nay Quang với Băng có đi cuốn mấy tay lưới đó cả nhà. Hổm gà văng cũng lâu 3-4 bữa gì rồi. Bữa nay cuốn để mà giặt rồi mình đi giờ chỗ khác thì có được mớ cá. Bây giờ gia đình mình chuẩn bị làm đồ ăn cơm. Xin mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Hai cái thau cá này là tính ra là lưới không nè cả nhà. Tính rủ cả nhà đi thăm cái 12 cửa ngục nhưng mà không có cá. Có được mấy con cua, Băng cũng tận dụng cái xé ra. Cái phần bên đây thì mình sẽ nấu canh chua nè.
Rồi bên đây thì mình sẽ muối chiên hả bạn? Muối chiên ha. Muối chiên ăn bắt hơn, mình có một số cá sống mình cũng muối luôn, ăn cho nó phần cá muối thì nhiều hơn cái phần nấu canh chua. Canh chua hôm nay mình sử dụng cơm mẻ. Út thì nhiệm vụ lặt rau là không thay đổi luôn nè. Nãy giờ mần xong, mần cá xong rồi, cái cũng đợi Út trà rong bên nhà chị Ly luôn cho nó xong á. Cái mình tranh thủ mình luộc cái măng nè. Mình luộc trước. Luộc nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Cả nửa tiếng rồi đó. Luộc xong mình sẽ đi rửa, xong rồi mình xé nhỏ nhỏ ra. Măng hôm bữa mà mình nấu vịt nấu măng nè. Măng này là mình làm lúc nào mình cũng phải luộc gì hết trơn. Măng tươi hay măng khô gì cũng vậy, mình ngâm xong mình luộc. Luộc cái nó ra cái nước màu vàng nhiều. Lúc nào cũng vậy, lúc nào ăn măng cũng phải vậy chứ. Giờ thì Út cắt măng, băng sẽ ướp cá, ướp muối, muối cá nè, để cho nó thấm hơi ăn cho nó ngon. Rồi, em có cho muối nè. Cho muối với lại hạt nêm vô. Rồi, bột ngọt. Rồi, cho ít tiêu. Tiêu này ngon lắm nè. Với lại em cho ít, có thể Putin nó ăn được cái ăn đó. Mình mới cho tiêu vô, giờ mình cho tỏi vô cho nó thơm. Mẹ cho con miếng dầu điều vô mẹ. Thường thường thì băng sẽ cho dầu vô đó, mà mình cho dầu điều gì thì nó vừa bóng vừa thấm con cá mà nó vừa có cái màu luôn. Giờ trộn lên để cho nó thấm. Mẹ gót cho con xíu nước mắm đi hôm nay mẹ, chút xíu con quên. Đâu biết gì kỳ quá không, thằng nào cũng thiếu hết chứ. Rồi được rồi mẹ. Giờ mình chiên cá trước ha, cá cũng nhiều nè. Trời đang nắng cái tự nhiên cái mưa. Trời đang mưa á cả nhà. Mình cho cá vô. Trời ơi thơm mùi tiêu. Ồ, bữa nay chùm củi cháy quá trời. Đang mưa cả nhà, gió. Hết không em? Không, hai mẻ mới được. Mưa ngoài đang mưa rất cắt hết á. Cái này măng này thì mình sẽ xé mịn hơn cái kiểu mà nấu miếng măng, bún măng vịt đâu, xé mịn hơn. Nấu canh chua để cho nó cái vị chua nó thấm vô đây nè. Nha. Đó ông nội đi vô lấy măng tới Mạnh Tông hay gì á, ở trong rừng nhá. Ông này lắm. Dạ. Rồi đó đem về đây cho cha mẹ mà. Rồi lúc hồi nhỏ nhỏ con nhớ trên nội gửi về là nè, măng nè, rồi bầu khô nè, rồi cà phê nè, rồi bơ nè, rồi mít đồ đó, trời rồi bắp hộp á. Trời quý lắm, hồi đó quý lắm. Tiêu. Mấy cái dụng trời. Đó. Hồi đó mình đây ít tiêu nè. Được gửi về mấy cái món đó ăn đó không là xịn sò đó, chứ giỡn đâu. Thì đậu gì đó, đen. Dạ. Đen xưa trên gãy á, ông nội lên Đắk Lắk làm trồng gãy rồi đó mới có chứ. Không biết khoai màu cái đây, khoai mỡ một củ 3-4 kg. Dạ. Dữ vô ở trong đầu một lỗ một hạt của nó một củ 3-4-5 kg á, tốt lắm. Dạ. Mình đây nhớ bây giờ hầu như nhà nào cũng có cây mít ăn hay không ha, bên không nhà. Chứ hồi lúc nhớ hồi nhỏ là trời mít là xa xỉ lắm trời. À. Nhà ai ăn mít là thuộc dạng nhà giàu đó mới có ăn đó. Chứ không có ăn đâu. Giết nhà ngoại đó. Cái chanh trắng ngon ha. Hôm qua nhà mình mới ăn cá kho tiên rồi. Ăn cá rô kho tiên nè. Hôm nay là mình sẽ làm tiên lại. Để nó thơm ngán. Chút nữa mình gợt mấy cái tỏi mình nó khét ra. Ừ.
mới thử á. Ừ. Chua lắm á. Rồi con cho phần cá với cua để nấu canh. Rồi trong cá với cua thì mình có ướp một ít tỏi cho nó thơm. Cái cơm mẻ mình lượt ra rồi mình nấu sôi lên cái nó lên cái bọt trắng trắng vậy nè. Sôi quá chạo chạo dớ không được. Ngon lắm. Giờ mấy con cá rô nhìn ngon quá trời. Mập mập không à. Bây giờ mình nấu chín luôn rồi cả nhà. Giờ em sẽ dặn một ít nước mắm vô trong này cho nó thơm. Phần ớt với lại ngò ôm nó tiêu luôn cho là thơm, là tới thơm luôn á. Em múc ra luôn ha. Rồi múc ra ăn luôn trễ rồi cả nhà. Cái mùi ngò ôm nó thật. Nói chứ cái mùi măng khô nó cũng có cái đặc trưng của nó chứ, thật cái mùi canh chua măng rồi cơm mẻ rồi kết hợp với cái phần rau nêm nó lạ hơn bình thường. Lạ hơn. Rồi, gia đình mình xin mời cả nhà ăn cơm sáng nha. Rồi, xin mời cả nhà. Cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Vị nước mắm là tới bài rồi. Phải có vị nước mắm ớt gì đó mới được đó nghe. Dạ, háo hức thử cái măng quá. Em thử cái măng đi. Anh cũng thử măng luôn. Cái măng mày gấp nhớ dính cái ngò ôm với nghe, cho nó thơm. Giòn không biết nữa. Thêm miếng ớt nữa kìa. Anh nói êm là êm phải không? Ừ. Giòn ha. Ừ. Mà mình nấu lâu lâu nó thấm vị chua chua. Ừ, hôm bữa em kêu Băng nấu này nè, mà Băng nói em không biết được không. Ừ. Nói thôi thí nghiệm đại đi. Thường ta nấu măng chua không chị? Măng ngâm chua. Cá giòn tới chỉ. Được không con? Cá miên con rồi. Há nguyên con ăn được cái vậy? Con ăn cá muối vừa mặn mặn vừa ăn. Cá muối ăn cơm trắng ngon. Con ăn cá. Vậy hả? Khoái ăn cá à? Không khoái ăn cơm. Bỏ con cá vô đây cho nó thấm ha. Vô nước mắm cho nó ngon. Thấm thấm ngon. Cái lưới của mình để bữa chắc nghiên cứu ở phía sau rồi dăng im hơn đó cha. Ừ. Cái lưới của mình á, gạt phía sau rồi đi. Dạ. Không thấy sao này, người ta dăng cũng nhiều rồi, mà mấy, có mấy cái đường chưa dăng. Cơm chấm mà sao ăn được. Măng giòn giòn ha. Ừ.
cái nước nó chua chua đắng đắng ngọt. Nó không có cái vị đặc trưng riêng của cái mùi măng không? Ừ. Nhưng mà măng tươi thì nó không có cái độ giòn giòn mà thơm thơm vậy ha. Gấp nguyên đi chị Ly, cái gô này chị Ly. Dạ cho nó đó kìa. Tôi tin bữa nay không xuống chén mà cũng phải. Mập lắm á, cái gô này béo lắm nè. Chị Ly thử cá muối chưa? Chị thử rồi. Vừa ăn lắm. Mấy muối chiên ngon thật. Tại nó nhỏ, út nó cũng thấm thấm. Cái vừa ăn, cá nó giòn nữa. Mấy con nhỏ nhỏ gì nó thấm tịt hơn nữa nè. Dạ. Ăn chút miếng tiêu thơm thơm cây cay, ngon. Vậy nãy mình ốc cũng tỏi nhiều không? Tỏi nhiều mà tiêu cũng nhiều nữa. Không. Bữa nay hết cơm nữa rồi. Dạ. Hết chiên ngon rồi, tá nè. Chai nước mắm này băng mới khui phải không ba? Mới khui. Ai cũng đọc quá nè. Nước mắm này của anh Tiến cho nè, thấy cũng ngon lắm á. Nhìn cái màu em thấy là biết cái độ nó đậm, nó tịt đó. Cái màu nó là màu của nước mắm Thiên Hương. Dạ, giống con thấy cũng giống nước mắm Thiên Hương. Cùng nấu chai nước mắm và nhiều nước còn. Dạ. Đến ra bữa ăn ra bữa nay nấu cái vụ canh chua mà măng khô này có lý quá trời ha. Ngon. Ngon. Nó lạ miệng nữa. Lạ miệng. Đặt nữa được không? không gặp là không đặt được. Chị ha mẹ. Có để lại. Con mới nói mẹ coi chừng nào có thấy mua giùm con ký. Luôn lại. Dạ. Để dành ăn. Để măng khô để bảo quản hoài hoài vậy đó. Hết mùa cái mình ăn. Mùa thứ một ký. Con này ngon nè. Em thiệt. Cái bữa mình nấu măng gà là thấy biết nó ngon rồi. Ừ, giòn ha, mà thơm ghê luôn. Mấy cá muối là cá nhỏ ăn thịt hơn, đập hơn phải không chà? Ừ, ngon hơn, dạ. Thơm, nó giòn. Nó chua cùng mẹ nó đắng đắng, ngon thiệt. Thì cha ăn mặn lắm. Giữ vô là cái gì nhỏ là ăn thì nó thấm hơn. Dạ. Thì mà hết thân hết nhỏ mới tới lớn. Tép rang cũng vậy. Ăn cái con nhỏ nhỏ nó đậm đà hơn. Cá muối ngon lắm. Thơm tỏi nha con. Tỏi với tiêu nhiều. Ăn mà cá muối chiên này nè, không có canh là ăn cũng không vô đâu nha. Dạ. Ăn đồ xào cũng không chật bài nữa, phải ăn canh chua. Tôi phải mở. Cuốn lưới một phần đó là bắt đầu cá nó bớt chạy rồi. Cái thứ hai là cũng ngán cá rồi, tại vì mình ăn thì mình văng vậy chừng 3-4 ngày, mình thăm 3-4 lần rồi. Xong cái mình ngơi ngơi ra cái vụ 2-3 ngày, 3-4 ngày nữa. Cái bắt đầu mình văng lại là có cá mới ăn tiếp. Tròn khấu à? Bổ xương. Cha gấp cua cho mẹ nó bổ xương mà không biết mẹ ăn được không nè, nó cứng quá nè. Gần nha, được á. Con nhai dịu dịu chứ, nếu cũng giòn lắm chứ nó không có cứng lắm đâu. Ờ, tính ra cũng nhiều cua đầu quá ha. Dạ. Cũng 5-6 con gì đó. 5-6 con hay gì á. Hôm qua nó bòn vô cái ấy một con á. Cái ai gần nhất mình gắt. Con bự. Có bữa đó cha đi là 2-3 con bự luôn á. Nó bự quá. Mình thấy cũng không ăn uống gì, cha bó cha xé nó để dưỡng lưới đó. Dạ. Yeah. Yeah. Bắt nó là phải phá là mới chấp nhận hư lưới. Ừ. Nó bự quá đâu. Cái gô mùa này mình làm gì ăn cũng ngon. Út mà béo. Cái gô mà béo béo mà mấy con cá bự bự á, Út nấu một nồi cháo thôi. Thay vì thường mình ăn là cháo cá lóc Út. Nấu cháo cá gù nó còn béo tịt hơn. Ngon. Dạ.
Vì chuyến sau mình là lên lưới là mình thực hiện nồi cháo hết nha. Nồi cháo đi. Cái gô nó béo, béo cá lóc. Ừ, cá lóc thì thịt nó ngọt, nó chắc thiệt nhưng mà nó không có béo. Qua từng đi, qua từng dân. Dạ. Cái nồi thiệt ngồi tiếng thứ ba nè. Đá chưa lục. Đá chưa lục. Nghe con tim năng lẻ nha, hát cơm nữa nè. Thôi còn chén nữa nè. Giờ quy định này hai chén thôi. Dẫn bé cho con lúc cái tiền phà của chị Ly. Cô giáo Ly sợ mặc áo dài không được, giữ eo. Út bế một con tô luôn Út. Nói chơi. Ông nói chứ ăn cái dù ăn hết gần hết chén cơm Út cái chan vô miếng nước canh chua ha. Xong cái ăn được nữa đó. Dạ là ăn được nữa rồi. Bữa nay chắc bội thịt nữa rồi. Hai bữa nào nè, gia đình mình ăn cơm nhớ ngon lắm. Bữa mình ăn cá kho tương, cũng cá rô đồng nè. Bữa đó Út nè, Út 5 chén thôi Út. Ăn ngon. Này con mình để qua đây luôn. Cho nó có nước mắm đó. Cho nó đậm thịt lên ăn cái cho đã. Đậm rồi nó cay nữa. Mắm này ngon nữa, chấm. Ăn dễ ăn nè. Thăm mấy tư tưởng có vậy ha cha ha. Cái thà mình thăm cái văn cái lưới dày dính cá sặc. Dạ. Dạ. Thấy dính là ham, thấy dính là ham. Còn lưới là lưới thưa mà dính cái rôi là cái dính cái sặc. Dạ. Tại trong đầu mình đi văn cái gô. Cũng, dạ. Quá, mà dính cái sặc là không mê. Không thích, không thích miếng nào. Mà đi thăm mà dính cái gô sống mà mập mập nhìn thấy ham lắm. Có ham hơn. Được con cá rô mà ví dụ nó bự hơn bao tay ha. Dạ. Mà cá chết thấy cũng không khoái. Dạ. Một khoái con cá chừng hai tay mà sống nó dậy. Nó xanh dờn, nó lẫy 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 trên mặt nước á, nhìn nó đã lắm. Út ăn cua chắc xương không? Ngọt mà. Chắc xương, ngọt thịt ngọt em. Cạn lua cạn quá ta bắt hết á. Cái bữa nước nổi lại chứ. Nổi chừng chưa dính kìa. Nó rồi chừng dính hai ba con trâu chỗ, đã ham lắm. Cái bữa nước nổi rất nhiều á. Dạ. Cũng không nhiều gì đâu, đỡ hơn chút hơn. Dính đàn lưới ham đó. Thưa nhất là trong lưới chín á, giặt giặt lắm. Thôi ra một con ăn được rồi. Dạ thì mình chủ yếu mình đủ ăn thôi, mình hai tay con còn một tay ba màng bốn phân chứ sao là dân quyết định là nấu cháo là phải xuống thêm tay bự nữa. Lưới bốn phân nữa. Để bắt cá bự. Em thì em thấy rồi, hai tay lưới đó đủ nha. Thăm một lần đủ nhà mình ăn á. Ừ. Bữa kho tương cũng vậy đó. Thăm một lần. Bữa nay cũng thăm lần vậy nè. Đủ ăn. Dân nhiều quá ăn mất. Không biết mà. Măng khô ăn hoài ăn không ngán. Ừ. Cuối tuần này hai chồng con về nội cô Tiên chơi và nghe nói có họp phụ huynh. Chắc là bọn ông Út đi họp phụ huynh giùm. Để ông Út cô giáo của cô Tiên hôm bữa mà mình chia sẻ video đó là cũng bạn của Út hồi xưa đúng không? Vì mượn Út đi họp phụ huynh. Bây giờ mình về bên nội cô Tiên sớm đi xíu. Có gì bị bắn vốn thì cho ông Út ha, lặn ha. Cho ông Út lặn. Chị Mai Út học phụ huynh giùm tên ha. Dạ. Rồi, hên luôn. Hên luôn hả? Ừ. Mình cũng tháng ngoài rồi đó. Mấy về nội cô Tiên. Tại giờ Tiên đi học rồi. Không nói giống hồi trước muốn về giờ nào về à. Giờ phải canh thứ bảy chủ nhật. Chiều nay làm nghỉ nè, nhưng mà tại vì tuần này trường tổ chức trung thu. Dạ. Ăn chơi chung luôn mà chơi buổi sáng mai hả chị? Chơi buổi sáng mai. Dạ. Sáng mai cho đi chứ? Dạ. Dạ. Qua trường cũng. Con cũng đi nữa. Chiều nay mấy con qua trước rồi chuẩn bị trước. Chắc là cũng ăn bánh ngọt rồi hả chị Ly? Ừ. Trong lớp á mình và mình phụ huynh mình trái cây bánh lớp rồi cô giáo luôn. Trái cây cho chị. Rồi. Nói vụ trung thu á. Con đi mua giấy màu giấy kiến rõ chân kìa. Táo tấm mà tính gỗ Út làm đồng đèn đó mà mưa không gài đâu đi được đâu. Thôi quỷ kèo luôn. Nó vô bột rồi vô tủ kính. Thêm sáng nó mai màu. Tính là làm một video đó chia sẻ bà con sẵn cho Út nhớ lại tuổi thơ. Nhưng mà không gài á là mưa. Mưa xong cái mấy ngày không mưa thì mình cũng ở ngoài giá rồi không có làm được luôn. Mưa quá dập tắt tuổi thơ Út.